Sở Xây dựng đã phối hợp với các địa phương hoàn thành việc lắp đặt chốt cứng tại 16 điểm cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm Liên Mạc 2, cầu Phố Viên, cầu Noi, cầu Khu Công nghiệp Bộ Công an, Đông La, Bích Hòa 2, trạm bơm Khe Tang, cầu Mỹ Hưng, cầu Đen, cầu Dương Hiền, Hoàng Xá 2, cầu Khánh Vân, cầu Làng Phúc Am, Diên Thái, hai vị trí trên đường gom cao tốc Pháp Vân, cầu Giẽ. Ngoài 16 cầu trên, Sở Xây dựng đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương phấn đấu trong ngày 4 tháng 9, hoàn thành chốt cứng 14 cầu còn lại là cầu Đại học Văn Canh, cầu cạnh cầu Sông Đáy, cầu cạnh Hồ Câu Sông Đáy, cầu Lại Dụ, Mai Lĩnh Cũ, cầu Đồng Hoàng, cầu Xóm Sông Cầu, Hoàng Xá 1, Đỗ Hà, cầu Văn Xá, cầu cạnh Coca-Cola, lối lên cao tốc từ đường kênh Hồng Vân, cầu kè qua kênh Hồng Vân, đi Hồng Vân. Sau khi hoàn thành, Sở Xây dựng sẽ bàn giao cho các địa phương quản lý, người dân không di chuyển qua 30 chốt cứng này. Tối ngày 3 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành chỉ thị 20 về các biện pháp phòng và chống dịch COVID-19 với 3 mức giãn cách xã hội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải để lắp đặt các chốt cứng để hạn chế người và phương tiện từ vùng 2, 3 di chuyển vào vùng 1 và ngược lại. Người đứng đầu thành phố cũng giao Công an thành phố Hà Nội tổ chức quản lý chặt chẽ và áp dụng thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 với tất cả các chốt kiểm soát ra vào thành phố, tiếp giáp với các tỉnh, thành phố khác và các chốt kiểm soát tại vùng 1. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Công an lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/7 và truyền tín hiệu thông tin, hình ảnh về Sở Chỉ huy thành phố, đảm bảo giám sát quản lý theo nguyên tắc chỉ các cá nhân, phương tiện được phép mới ra đường. Ai ở đâu thì ở đó, người ở vùng nào thì ở vùng đó, đảm bảo an ninh trật tự, không để ùn tắc, tập trung đông người tại các chốt kiểm soát, chủ động ban hành sớm các kế hoạch triển khai cụ thể và thông tin tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, người dân biết và thực hiện.